giá vàng trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 1 đã phục hồi trở lại sau khi đi xuống cùng đà giảm với vàng thế giới phiên cuối tuần trước. Sau kỳ nghỉ năm mới, thị trường vàng trong nước đã ghi nhận giao dịch khởi sắc so với thời điểm trước đó. Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2019, giá vàng trong nước tăng đột biến khi nhu cầu mua vàng dịp cuối năm và đầu năm mới tăng cao. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 1, giá vàng SJC trên thị trường Hà Nội thời điểm 9 giờ 00 phút được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giao dịch ở ngưỡng 36,58 đến 36,80 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Mức giá này tăng 40.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,64 đến 36,73 triệu đồng trên lượng, không thay đổi giá so với mức giá chốt phiên hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.284,2 đến 1.285,2 đô la Mỹ trên ounce, sấp xỉ giá đóng cửa phiên cuối tuần qua.